đẹp bạn. Đây là thành quả 2 tiếng đồng hồ. Đây. Đây là cái tre, cái đối á. Đây là con cái lịch. Cá nhám. Đủ loại cá luôn, cá giò, cá mó, cá đối, cá dìa nữa chứ không. Nấu xuống nấu đùa. Anh em mình rồi các bạn, theo chân chú Phong và bạn Tý đi đánh lưới nè. Xuống là không đánh lưới ở trời này, em rảnh hái trái mình chảy ăn thử. Trái đang được không bạn? Được, ăn đi ăn nhớ. Đâu đâu giờ tới xét ống kính này cho các bạn xem coi. Hồi nhã thường ăn lắm. À. Máu. Nó ngọt không? Ngọt, trái ngọt. Mình giờ mình lớn rồi. Giờ mình ô đây các bạn coi xem nè. Nhớ lại tuổi thơ ơi. Rất là nhiều nè. Long lắm nha, trái long lắm. Ăn thử vô cho xong này rồi đây. Ê. Chín nên chích vô không được ra. Hồ rất là đẹp nè. Rất nhiều. Đâu bạn Tý ăn thử mình xem coi. Đâu đây đây để quay cận cảnh bằng lột rồi nè. Đây. Lột ở đây, cái lòng mà gai lòng. Ăn vô dính ngứa miệng á. Đây. Đây, rồi. Ngon ngọt lắm. Từ từ từ, từ từ. Ngọt, ngọt. Nhã thường ăn rồi lớn rồi các em. Không ăn. Lớn rồi không thèm ăn trái cây nữa đúng không? Ăn cái khác đúng không? Ăn này cũng tốt lắm á. Trái cây đây là không thuốc không gì luôn nè. Trái cây rừng dại. Hột cũng nhiều. Thời gian trú ở dưới đá mình rơi đây làm gì đâu. Nó có vị gì bạn? Bột ngọt. Có chua không? Không, thơm. Thơm hả? Mình nghe mấy ông bè lớn nói ăn bổ máu rồi cho mình biết nha. Đây. Nguyên một đám luôn, chín rất là nhiều. Không, không. Giống như kiểu trái thanh long đúng không? À, mình à, ấy ké nha, à, đuổi ké chứ đỡ. Nhiều không? Được nhiều không? Sáu bảy con hả? Đây. Cái này là cái giò đây. Bài. Xanh lập. Nhờ nãy lụm được cái chân kia cũng được.
chiều cũng cá đủ ăn. Giờ hôm nay ké nó không vô hay là sao? Trong quá, trong quá. Nước trong quá hả? Trong quá ké thấy nhé. Nhả mà trùng dữ hê. Ké giò. Với lại ké gì ở chú Phong? Hai mấy ké đó ké gì chú Phong? Ké mó hả? Đây còn ké mó đây. Nhảy đạch đạch mà ké nó nhảy đạch đạch đi mà xin lầm rồi ăn tháng ngày bữa kia bữa nọ đó giờ đâu phải lúc nào đi cũng có nhiều đâu đúng không anh em mình nãy định chưa ô chú che đây 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 đưa 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 con coi chú Phong đây 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 cành ké mập đi đây ô ô con ké mập đây anh nữa này anh Nhã đây rồi anh đi thôi định đi chưa quét đây đi lên đi lên trên bờ đây gỡ trăm mét kìa chú Phong à đó trên cái bộ cây này mát nè định đi dạo mày để chưa các bạn thấy một nhát lưới ở đây là đúng là xứng đáng luôn đây nãy có mấy con rồi hồi nãy là tính đi về rồi nhưng mà thấy ít quá cho nên là không có đi có mấy con à cho nên đánh thêm một nhát nữa là thành quế không gì là được đâu quét xuống, quét xuống, quét xuống, quét xuống. Giờ quá nhiều rồi ăn cũng hết. Quét xuống, quét xuống. Đây các bạn. Định đi gì à? Đây. Thôi thấy ít quê. Cái con đây là cái con cá mập luôn hả chú Phong? Cái dòng giống cá mập mày. Chắc cái nhám. Anh em mình nãy định chưa? Giờ không làm cái nhát nữa. Đây con cái mập luôn. Ô chú che. Bị đâu? Đây 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 đưa 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 con coi chú Phong. Đây. Đây đây. Đây đây đây. Cành cái mập đi. Đây. Ô ô con ké mập. Đây anh nữa này. Anh Nhã. Đây. Rồi anh đi thôi. Định đi chưa? Quét đây đi lên. Đi lên trên bờ đây gỡ cho mát kìa chú Phong à. Đó trên cái bộ cây này mát nè. Định đi gì mày. Để chưa các bạn? Thấy một nhát lưới ở đây là đúng là xứng đáng luôn. Đây nãy có mấy con rồi. Hồi nãy là tính đi về rồi nhưng mà thấy ít quá cho nên là không có đi có mấy con à. Cho nên đánh thêm một nhát nữa là thành quế. Không gì là được đâu. Quế xuống, quế xuống, quế xuống, quế xuống. Giờ quá nhiều rồi ăn cũng hết. Quế xuống, quế xuống. Đây các bạn. Định đi gì à? Đây. Thôi thôi, thấy ít quê. Cái con đây là cái con cá mập luôn hả chú Phong? Cái dòng giống cá mập mày. Chắc cái nhám. Cái nhám, cái nhám. Cái nhám mà. Mình gỡ ra con đây xong. Đây rồi, con ké đó là ké tréo hả? Đây là cái tre. Cái tre hả? Đói, cái đói. Ô, con ké mập to thiệt kìa. Ồ, đẻ quá đẻ. Quá sướng luôn các bạn ơi. Đây. Định đi con đây có 1 ký không chú Phong? À, con đi 1 ký á. Đây để mình zoom gần lại cho các bạn xem đây. Đây. Định đi giờ mà thôi. Làm phát nữa. Quá đẻ, quá đẻ, quá đẻ, quá đẻ. Ê, nếu mà con cá này giờ làm cái món gì ngon đây? Con đi nếu mà nấu lẩu. Nấu lẩu hả? Ồ, y chang luôn. Lẩu như cá bóp. Mà cá bóp mà không ăn nhầm con này rồi. Lấy cái vi nó cái gì chân đi làm gì?
cái đáo đây là đây nước. Cái đối này con đây chắc có 2-3 lạng á, tầm 2 lạng mấy. Trời ơi, quá đẹp quá đẹp quá đẹp. Còn cái con bạn tí vừa lên cái con đó chắc cũng được ở 3 lạng không? Cá chứ, 3-4 lạng. Nãy đi vừa là thất bại rồi ha. Quá sướng luôn các bạn. Cuộc sống ở trên đảo là như thế này thôi. Nãy giờ bạn thấy đánh nhát lưới nào ké gì chưa? Nữa cho nhiều ba bữa gặp tiếng ngon lành nữa. Đẹp quá chứ không à. Không có cái mập cho này. Đây giờ đánh cái mập luôn thôi nha. Cái mập. Cái dòng họ đó thôi, chứ thật sự là không phải cái mập. Dòng họ thôi. Nó là người ta gọi là cái nhém đế. Nhém đế hả? Do mình thấy nó giống cái mập quá mình gọi cái mập luôn. Nó cắn lắm nha, không phải mang cắn đâu. Rồi vô đây gần cận cảnh đây, có cái miệng đó chú Phong. Cắn con nó chạy. Nó chạy. Cắn là tép cắn là lủng tê. Đây. To quá ha. Cái nhám đá. Ui, đẹp quá. Đây bạn Tí gỡ thêm một con, hình như con này nó chắc cũng chết rồi. Nó bị bệnh, nó bị ói sợ. 4 lạng á. Ói cái ruột. 4 lạng hả? Ủa nãy sáng đế trúng nó rồi. Sao mà sáng đế trúng nó? Chắc sáng đế trúng nó rồi. Mà thiệt hết chứ. Sáng đế trúng một lưng lòi thế. Sáng trúng lưng rồi chứ. Chị Phong giờ thái làm món gì chứ Phong? Còn đây là món cái nhám ăn với bù tạt. Đây. Thịt để thái ra, phi lê ra là trắng tươi luôn. Anh em mình lên món nha mấy bạn. Đây thành quẻ ngày hôm nay của anh em mình đây. Đây là cái
cái nhém à, cái nhém lẩu nấu, à, nấu lẩu, nấu lẩu. Còn đây là ăn bò tạt, đây là rượu mật ong. Đây bò tạt cũng rượu mật ong. Còn ở đây ké, chuẩn bị ké đã nướng với là trình thành nướng. Bé ngày hôm nay của anh em mình trình nướng đây, làm được ké nướng đây, bếp than đây, nướng đồ được như đây. Mình chịu khá, mình làm lớn, mình đỡ cái ly trước mặt mình. Giờ chú cháu mình đem này đây, miếng này. Đem đổ đây, đây coi đổ à. Đem lột cái nhém đây. Cái nhém chấm mù tạt. Chấm mù tạt trước đây. Đều lên thử cho các bạn xem nè. Cảm nhận như thế nào à? Cảm nhận xem. Ngọt chưa? Rồi cái nó sống á. Sống luôn mình ăn tương ngọt. Nhưng mà mình thấy nó khác loại cá khác không? Nó dai dai dai. Rồi chú Phong lên cho anh em cảm nhận cho anh em như thế nào là biết được cái con cá nhám này. Lại miếng nha. Mò gãy nhẹ nha. Ăn thịt bà tôm đồ không phản xin nhơ nữa đâu. Đúng ngọt nó dài đồ đẻ. Ngọt ha. Ngọt. Nát. Ăn quế ngày hôm nay. À đéo ơi. Xe làm thôi, xe về. Bọn lấy nghe hai ba cá chiến nó lấy vài cá chiến bò biến cái nhém bò đưa cái dĩa lên cho lấy cái chiến luôn nhà bộ. Xem mà hai ba cái vậy đi mình thái cái nhém nè ăn vô lấy đứa nướng ngoài trình rồi anh em cảm thấy thích biểu lấy hai đừng có dòng theo lên tới đây đâu mà. Còn món cá nướng ở đây. Anh em coi ấy ủng hộ đăng ký giùm anh em tôi á. Đây nó chưa chín đâu nghe, nó tăng ghê lên nó chứ đó hồi nãy. Ghê nhã. Rồi coi đây sắp chín đâu. Rồi đặt rau rồi. Câu ngắt bả vô cho chín rồi mà. Đó lại mới cải nha. Mới cải rồi ăn nha. Anh em mà có thích ăn cái nhám á thì về đảo Hồng Lâm. Mình làm miếng á. Mình qua nè nói. Ôi trời ơi, chấp ngon. Bỏm làm miếng anh chơi cho anh em ơi. Coi cho anh em mình hốt bây giờ kẻ dĩa kia mà nói mà ăn đây là cái miệng mấy cái miệng phải ngon nữa nó mới dùng nha. Đúng rồi, giờ mình tiếp đi em rồi đây đậm đi luôn á đây vậy nó mắm mát mẻ rồi nhức nách đâu anh Lâm đâu làm miếng đi chơi gì mà ăn miếng to to anh Lâm ta to vô nó mới xuống gì. Xuống để ăn ở đây mai bắt đầu đi tìm vợ ngồi với cái nghề không ơi chăng còn muốn nướng đây mà cũng trình chưa lên được cũng lẩu nay giờ cũng gần hết rồi năm á. Ủa, ừ, lên đi rượu rồi cho nó sướng rồi chứ. Nhiều đây ăn đuối rồi luôn. Tôi làm miếng cái đồi, ông cái đàn này. Ăn cái thấy mình tí nó nhặn xuống đâu rồi chứ. Còn mà còn thấy đường này này còn khác nữa nè. Đấy chương trình. Thấy nó nhặn xuống đâu rồi chứ. Chú Phong không vô miếng tủ nào à? Chăm tủ làm miếng tủ rồi cho nó sướng cái gì. Đây. Rượu mật ong. Nhặn xuống nằm tèo lắm. Là 50. Được, 50 luôn. 50 luôn. Ừ. Chết. Kè. Sướng quá sướng gì nữa. Cái rượu mà mật ong mới bắt gì nệm về nó vô. Đồ. Mới bắt gì nệm về băng tự mình sản xuất ra mình đó nè. Nhậu à. Mình sản xuất luôn hả? Mình sản xuất luôn. Đầu nó sản xuất chứ. Mình này dạng đi hôi của đó. Hỏi em một tạc không biết nói tao lọc không chứ. Ớn lắm. Hỏi anh cái nhém không chứ còn cái gì vậy. Thôi video anh em mình đến đây kết thúc nha. Để còn ăn còn uống chút xíu nữa. Bye bye anh em ơi. Bye bye anh Bộp. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye. Bye cả nhà.